vì chẳng thể nào biết trước ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau. Vậy nên anh vẫn mãi nỗ lực và dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến em. Những vô tình khiến em tổn thương nhiều, tình mình bỗng nhiên trở nên bê tắc, chẳng phải cố ý, chỉ là